Thưa quý vị, tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ nhất sáng nay, ngày 23 tháng 7, sau khi nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ này với hướng tỷ lệ đạt 100% đại biểu có mặt tán thành. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua. Theo đó, cơ cấu chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 giữ ổn định như khóa 14 có 22 cơ quan gồm 18 bộ và 4 cơ quan ngang bộ. Cụ thể, 18 bộ gồm Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ khoa học và công nghệ, Bộ giáo dục và đào tạo, Bộ y tế, bốn cơ quan gan bộ gồm Ủy ban dân tộc, Ngân hàng nhà nước Việt Nam, thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ.